Chiều ngày 18 tháng 8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã phá chuyên án bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ là Nguyễn Đức Em sinh năm 1985 và Đỗ Xuân Tùng sinh năm 2000, cùng ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại bãi đất trống thuộc khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, nên xác lập chuyên án đấu tranh. Đến khoảng 12 giờ ngày 18 tháng 8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thị xã Bình Minh phối hợp với Công an phường Thành Phước bắt quả tang Nguyễn Đức Em và Đỗ Xuân Tùng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 199 bịch ni lông và đoạn ống nhựa, bên trong có chứa nhiều chất bột và tinh thể rắn màu trắng, nghi là chất ma túy, và số tiền trên 20 triệu đồng trên người Nguyễn Đức Em và Đỗ Xuân Tùng. Qua giám định, số chất trên là ma túy có khối lượng là 43,1409 gram. Bước đầu làm việc, đối tượng Nguyễn Đức Em khai nhận số ma túy trên được mua của một người lạ mặt tại khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh với giá 21 triệu đồng để về phân lẻ bán cho các con nghiện kiếm lời, nhưng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Hiện Công an thị xã Bình Minh đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.